Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hồ Chí Minh về lô hàng sữa công thức cho trẻ em được một số tổ chức của Úc tặng và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 11. Trước đó thì tại phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại Quốc hội, đại biểu Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đề cập đến lô sữa do kiều bào ở Úc hỗ trợ trẻ em khó khăn trong đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy về nước đã một tháng nhưng không lấy ra được khó khăn do khó khăn về thủ tục và theo đại biểu thì cách làm của Cục An toàn Thực phẩm đúng quy trình nhưng không đúng với tinh thần chống dịch như chống giặc.